Trong suốt chiều dài lịch sử, Hưng Yên nổi tiếng là vùng đất văn hiến, cách mạng và anh hùng. Điều đặc biệt, ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người dân Hưng Yên cũng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, anh dũng quật cường trong chiến đấu, đã lập nên những kỳ tích, những chiến công hiển hách trong lịch sử hào hùng, dựng nước và chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Tự hào về truyền thống quê hương, trong hơn 26 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, đặc biệt là từ khi đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành nghị quyết số 04 ngày 1 tháng 8 năm 2023 về việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 18 tháng 11 hàng năm. Tròn 20 năm triển khai cho thấy, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã có tác động vô cùng lớn trên tất cả các lĩnh vực, đời sống chính trị, văn hóa, xã hội, cổ vũ động viên tinh thần của nhân dân, phát huy sức mạnh của cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của từng địa phương cũng như trên địa bàn toàn tỉnh, tạo thế và lực để Hưng Yên vững bước trên con đường đi tới tương lai. Chúng ta vẫn khẳng định mặt trận là cơ sở chính trị của chính quyền, là một trong bộ phận hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị của Đảng ta. Cho nên vai trò mặt trận quan trọng lắm. Và Bác Hồ đã nêu ra khẩu hiệu, sở dĩ mà chúng ta đạt được thành quả này là vì Bác đưa cái tư tưởng và chúng ta đã thực hiện tốt, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Đoàn kết, đại đoàn kết có nghĩa là đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong dân và đại đoàn kết quốc tế. Và nếu có được đoàn kết đó thì chúng ta có thắng lợi nhỏ, thắng lợi lớn, thắng lợi vang dội hơn nữa là đại đoàn kết, đại thắng lợi. Đấy là một cái bài học rất lớn của cách mạng nước ta. Quán triệt nghị quyết số 04 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những năm qua, cấp ủy các cấp trong tỉnh thường xuyên quan tâm ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức ngày hội. Trong đó, hệ thống chính trị các cấp xác định ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư là diễn đàn dân chủ hàng năm, là dịp để Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp xúc và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, thông qua đó tạo sự gắn bó mật thiết hơn với nhân dân. Cũng thông qua ngày hội, mỗi tổ chức đảng, từng đồng chí cán bộ đảng viên có thêm thông tin để xây dựng chương trình hành động, đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Hàng năm thì Thường trực Thành ủy đều có văn bản chỉ đạo tới cấp ủy, chính quyền các cấp, rồi hệ thống chính trị, trong đó thì giao mặt trận chủ trì để tham mưu triển khai tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn 89 khu dân cư và phân công 3 đồng chí thường trực, mỗi đồng chí dự điểm ở một khu dân cư và phân công tới từng các đồng chí ủy viên ban thường vụ phụ trách các đảng bộ phường xã, các đồng chí thành ủy viên theo dõi các phường xã để về dự động viên. Do vậy mà ngày đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra hết sức là trang trọng, vui vẻ, thật sự gắn kết cái tình làng nghĩa xóm, tuyên truyền cho toàn thể cán bộ đảng viên rồi các tầng lớp nhân dân nắm vững được chủ trương của tỉnh ủy, của thành phố để phấn đấu xây dựng thành phố Hưng Yên trước mắt là trước năm 2025 trở thành đô thị loại 2. Căn cứ vào tình hình thực tế, từ năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã chỉ đạo việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với tổ chức ngày hội quốc phòng toàn dân, ngày hội văn hóa quân dân ở khu dân cư giai đoạn 2019-2024, đúng vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 hàng năm. Đây là điểm khác biệt và cũng là điểm nổi bật của Hưng Yên so với các tỉnh thành khác trong cả nước trong việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ năm 2019 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai đến Ban Chỉ huy cấp huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, đạt được nhiều việc làm thiết thực. Đối với lực lượng vũ trang tỉnh đã dự và tặng quà 45 điểm dân cư với số tiền hơn 100 triệu đồng. Đối với Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, tặng quà cho 265 điểm dân cư với số tiền hơn 200 triệu đồng. Cái hoạt động phối hợp này thì được cấp ủy, chính quyền, nhân dân đánh giá rất cao, phát huy cái tinh thần yêu nước, tăng cường củng cố cái sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong cái việc xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, ngày hội đã đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư với cách làm bài bản, thực chất và đi vào chiều sâu nên đã có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế, xã hội ở mỗi địa phương. Chính vì thế, Hưng Yên đã vinh dự nhiều lần được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở các khu dân cư tiêu biểu. Năm 2013, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến dự ngày hội tại khu dân cư Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Năm 2008, đồng chí Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã về dự ngày hội tại khu dân cư Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, nay là phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào. Năm 2012, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đến dự ngày hội tại khu dân cư Thọ Lão, xã Quang Hưng, huyện Phù Cử. Năm 2015, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã về dự ngày hội tại khu dân cư An Lạc, xã Đồng Tiến, huyện Quế Châu. Năm 2016, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã về dự ngày hội tại khu dân cư Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm. Từ các năm 2017 đến 2022, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương đều dành thời gian về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và động viên nhân dân ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Điểm chung nổi bật của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được các khu dân cư chuẩn bị chu đáo, thiết thực với nhiều hình thức phong phú. Các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, con em xa quê ở mọi miền Tổ quốc đều hướng về ngày hội với những hoạt động thiết thực. Trong ngày hội, người dân cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, triển khai phương hướng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua cho năm tiếp theo. Với cách làm trên, hàng năm ở tất cả các khu dân cư cũng xuất hiện thêm nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhiều tấm gương điển hình trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, giúp nhau xoa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Ban công tác mặt trận chúng tôi đã kết hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương là tham mưu cho cấp ủy chính quyền vận động rất nhiều kênh để cho nhân dân dễ nghe, dễ hiểu về mục đích yêu cầu xây dựng cái tiêu chí của nông thôn mới, vận động thường xuyên ở trên loa truyền thanh và tích cực vận động trong các cái hội nghị của các ban ngành đoàn thể và hội đồng tộc biểu là bao gồm các cụ, các ông là những người có uy tín trong các dòng họ, vận động từng thành viên, từng gia đình, nhân dân rất hưởng ứng ủng hộ thì tự phá rỡ những cái cổng, những cái tường rào. Khi mà ban công tác mặt trận đến gia đình tôi và mời chúng tôi ra những chỗ nhà văn hóa để họp bàn về cái việc làm đường ở cái tổ dân phố này là tôi phá rỡ đầu tiên, phá ráo cả tường thoa lại rồi cổng lại. Gia đình tôi hiến vào là chiều dài là coi như là 11 mét và chiều sâu vào là 1,7 m để làm cho đường to đường đẹp và coi như là rộng dài trông mới đẹp mắt và coi như là đẹp xóm đẹp làng. Hàng năm ngày hội đoàn kết toàn dân người dân Ngọc Đồng chúng tôi rất là hào hứng. Trong những ngày đó thì chúng tôi cũng tuyên truyền cho người dân để chấp hành tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là về chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay là có 2 cơ sở tôn giáo, nhà thờ và nhà dòng và 43 hộ dân đã hiến hơn 1.000 mét vuông đất để xây dựng, mở rộng đường, xây dựng nông thôn mới. Thế ngoài ra thì chúng tôi luôn luôn thực hiện tốt các cái chương trình an sinh xã hội, ví dụ như ở xứ Họ Đạo, xây dựng, gìn giữ môi trường. Qua 20 năm tổ chức ngày hội đã đoàn kết toàn dân cho thấy, ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn tỉnh, nơi nào cũng đều huy động được sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong việc đóng góp bảo tồn, gìn giữ các truyền thống tốt đẹp, giá trị lịch sử văn hóa của đất nước, phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng diễn ra với nhiều hình thức phong phú, sôi nổi. Các lễ hội được tổ chức theo đúng quy định, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm,
đề cao giá trị văn hóa. Điểm nổi bật rất đáng trân trọng, 100% khu dân cư trên địa bàn tỉnh năm nào cũng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên 65% khu dân cư còn tổ chức được bữa cơm đại đoàn kết. Cùng với tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, để củng cố tình làng, nghĩa xóm, tạo ra những hoạt động san sẻ với các gia đình khó khăn, hoạn nạn. Từ năm 2003 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã vận động, kêu gọi cán bộ công chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh quyên góp, ủng hộ quỹ vì người nghèo được gần 300 tỷ đồng. Trong hai năm 2004-2005, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới 1.882 ngôi nhà đại đoàn kết, góp phần hoàn thành mục tiêu xóa nhà tranh tre, vách đất cho hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh trước ngày 30 tháng 4 năm 2005. Hưng Yên là một trong những tỉnh đầu tiên trong toàn quốc được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng ghi công xóa xong nhà tranh tre rột nát cho hộ nghèo. Từ năm 2005 đến nay, Hưng Yên đã hỗ trợ trên 5.000 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà ở. Đặc biệt, trong cuộc chiến chống Covid-19, những tấm lòng, sự sẻ chia của các tầng lớp nhân dân đã được nhân rộng, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc. Thực hiện tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc, thì đối Đảng ủy xã Tân Quang đã thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Người dân Tân Quang thì giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống và cùng nhau để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt là nhân dân đã chung tay đóng góp 10 tỷ đồng làm đường bê tông ngõ xóm, đóng góp xây dựng tôn tạo di tích lịch sử cũng trên 10 tỷ đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu của xã. Những năm qua, phong trào xây dựng gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu cháu thảo hiền gắn với phong trào xây dựng gia đình văn hóa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, được cấp ủy chính quyền các cấp đánh giá cao. Các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, đồng thuận thực hiện. Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên đã làm tốt việc tổ chức bình xét công nhận những gia đình đạt danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu cháu thảo hiền. Ngoài những tiêu chí cần phải đạt của gia đình văn hóa, gia đình đạt danh hiệu phải đảm bảo các tiêu chí cứng, đó là gia đình có ít nhất 3 thế hệ cùng chung sống, thường trú tại địa phương và gia đình phải được công nhận gia đình văn hóa trong năm. Chỉ tính riêng giai đoạn 2018-2022, trên địa bàn tỉnh có 55.967 gia đình được công nhận danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền các cấp. Trong đó, cấp tỉnh là 4.323 gia đình, cấp huyện là 20.672 gia đình, cấp xã là 30.972 gia đình. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11, các gia đình đã được biểu dương, khen thưởng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Căn cứ vào cái hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện, chúng tôi thì triển khai kế hoạch đến các đồng chí là trưởng ban các mặt trận khu dân cư về bình xét và các cái tiêu chí đối với danh hiệu cấp tỉnh phải là đạt 2 năm cấp xã, 2 năm cấp huyện và sau đó là đến năm thứ 5 thì đề nghị tỉnh công nhận. Bắt đầu từ mùng 1 tháng 11 thì chúng tôi sẽ là tổ chức ngày hội đại đoàn kết tại khu dân cư và làm điểm tại một thôn, sau đó là trao các danh hiệu đối với những gia đình được danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực. Cũng cảm thấy là quá trình phấn đấu của gia đình được xã hội và được tổ chức công nhận. Có thể nói, tính gắn kết cộng đồng, vai trò tự quản là giá trị xuyên suốt trong quá trình tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ các hoạt động trong ngày hội, nhân dân cũng hiểu rõ hơn về nhiệm vụ chính trị của địa phương, thấy được trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong xây dựng cộng đồng dân cư văn hóa đoàn kết. Các phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến được phối hợp duy trì, phát huy hiệu quả, được cấp ủy chính quyền các cấp đánh giá cao. Đến nay, toàn tỉnh có trên 1.000 tổ tự quản giúp nhau phát triển kinh tế, 1.600 mô hình tự quản trên lĩnh vực an ninh trật tự, 3.500 mô hình tự quản trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, 2.000 câu lạc bộ thể thao, 800 câu lạc bộ đội văn nghệ quần chúng. Thông qua ngày hội, đại đoàn kết toàn dân tộc đã phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, xây dựng quê hương ngày càng ổn định, phát triển toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra.
năm 2012, tổng thu ngân sách của tỉnh trên 51.000 tỷ đồng, đạt 260,4% dự toán, tăng 2,67 lần so với năm 2021. Đến hết năm 2022, Hưng Yên có 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 93 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,93%. Việc phối hợp giữa Ủy ban nhân huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong cái công tác tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân được thực hiện rất là đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả. Thông qua ngày hội, chính quyền các cấp nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của người dân. Từ cái việc đó có những cái chỉ đạo điều hành trong cái việc phát triển kinh tế xã hội gắn liền với điều kiện thực tế cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Đặc biệt là các chương trình như chương trình giảm nghèo, chương trình nông thôn mới thì được người dân hiểu, đồng lòng và ủng hộ rất cao. Đến thời điểm hiện nay chúng tôi đã đạt được 11 trên 14 xã nông thôn mới nâng cao, 3 trên 14 xã đạt nông thôn mới của mẫu. Việc tổ chức tốt ngày hội là một nội dung quan trọng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Căn cứ điều kiện thực tiễn, hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện lựa chọn mỗi đơn vị từ 1 tới 2 khu dân cư tổ chức điểm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc để mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên về dự, động viên các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư trong ngày hội. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện để tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân, ngày hội văn hóa quân dân, lựa chọn một khu dân cư làm điểm của tỉnh để trân trọng mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện về dự với khu dân cư, và với mỗi xã thị trấn thì lựa chọn một khu dân cư làm điểm của cấp huyện. Với ngày hội đại đoàn kết của khu dân cư ấy thì tổ chức rất là nhiều hoạt động như là thăm hỏi này, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng, thế rồi tổ chức các cái hoạt động trồng các đường hoa, trồng hàng cây nhân dân, làm các tuyến đường điện thắp sáng làng quê. Việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân ấy thật sự là một cuộc sinh hoạt chính trị đối với đại nhân dân, tăng cường cái khối đại đoàn kết toàn dân. Điểm nổi bật, nhiều địa phương đã có sự sáng tạo trong lựa chọn chủ đề của ngày hội đảm bảo theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhu cầu đời sống của nhân dân, theo phương châm lấy sức dân để lo cuộc sống cho dân. Nội dung ngày càng có nhiều đổi mới, theo hướng thiết thực, phát huy tính sáng tạo, tính tự chủ của các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư. Hình thức tuyên truyền ngày hội ngày càng phong phú, nhiều khu dân cư tổ chức phát thanh trực tiếp chương trình ngày hội nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhận thức và tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, động viên, khích lệ nhân dân vượt qua khó khăn, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trước đây thì Vĩnh Phúc chúng tôi cũng thường tổ chức ngày hội rất là lẻ tẻ, không tập trung ở các khu dân cư. Và năm 2016, Ban Mặt trận Tổ quốc xã đã lựa chọn các cái khu dân cư, người dân có đặc điểm là sống, sinh sống liền kề với nhau, rồi có chung cái văn hóa tín ngưỡng, chung cơ sở thờ tự và nếp sống sinh hoạt văn hóa rất là giống nhau, thử nghiệm tổ chức ngày hội ở liên khu dân cư. Với cái cách làm đổi mới thì chúng tôi thấy là đúng là ý nghĩa lớn nhất đấy là sự đông vui đầy đủ, người dân háo hức mong chờ đến ngày hội và nó trở thành một cái nếp sinh hoạt thường xuyên của người dân. Đây là cơ hội rất là thuận tiện để cho cái hoạt động tuyên truyền cũng như là thực chất trong cái việc xây dựng cái tình cảm đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc mà cũng là ngày đón khu dân cư kiểu mẫu, chúng tôi rất là phấn khởi, nhân dân hào hứng vô cùng, đoàn kết trong nhân dân càng ngày càng gắn bó hơn, lao động bảo vệ quê hương được tươi đẹp hơn. Hàng năm tổ chức một cái buổi đại đoàn kết như thế này, không khí như là một ngày hội, tất cả là toàn dân đã đến tập trung rất là đông vui và phấn khởi, tình làng nghĩa xóm được gắn kết với nhau và cảm thấy là vui vẻ đầm ấm và chia sẻ khó khăn trong công việc và có những cái hỗ trợ cho những hộ nghèo và cận nghèo. Được ví như một làn gió mới, ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư như tiếp thêm sức mạnh trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó, vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp ngày càng được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội
đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các chương trình mục tiêu phát triển của địa phương. Nhân dân trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò giám sát, làm chủ từ cơ sở thông qua hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể. Từ năm 2014 đến năm 2022, 161 trên 161 Ban Thanh tra Nhân dân ở cấp xã đã tổ chức giám sát được gần 30.000 cuộc, góp phần phát huy dân chủ trong triển khai các dự án, quản lý đất đai, nâng cao chất lượng các công trình phúc lợi công cộng tại địa phương. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thực sự trở thành cầu nối, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân với Đảng, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với dân. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có một cái ý nghĩa rất là quan trọng, là cái cầu nối vững chắc giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Và cái ngày hội đại đoàn kết cũng là cái dịp để lãnh đạo Đảng, nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương đến với người dân, nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, chia sẻ những cái khó khăn đối với người dân, cũng là cái dịp mà để người con quê hương xa quê hướng về quê hương bằng những cái việc làm cụ thể và thiết thực, phát huy cái tính tự quản của khu dân cư, phát huy cái tình đoàn kết gắn bó, tình làng nghĩa xóm của những người dân trên địa bàn dân cư. Và cũng là một cái dịp để biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân, các gia đình tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới của các địa phương. Có thể nói qua 20 năm, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành những đợt sinh hoạt chính trị, xã hội rộng rãi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm của nhân dân ở các khu dân cư, đưa công tác mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao sức mạnh và vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới. Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu cần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để tạo động lực thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc càng có ý nghĩa quan trọng trong đời sống nhân dân. Thời gian tới, chúng tôi xác định là phải tiếp tục đổi mới theo cái hướng là thiết thực và hiệu quả, lấy người dân là trung tâm để tổ chức các cái hoạt động. Qua ngày hội đại đoàn kết, tiếp tục nâng cao cái đời sống và vật chất và tinh thần cho người dân và biểu dương khen thưởng những cái tập thể, cá nhân và những cái gia đình tiêu biểu trên địa bàn khu dân cư, phối hợp với các tổ chức thành viên có cái triển khai cụ thể các cái phong trào, các cái cuộc vận động đến đoàn viên, hội viên, để từ đó là thúc đẩy cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và tạo cái sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong khu dân cư. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công. Câu nói của Bác đã, đang và mãi là hành trang cho mỗi người, mỗi khu dân cư và tất cả chúng ta trong quá trình lao động, học tập và công tác. Hy vọng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức vào dịp 18 tháng 11 hàng năm sẽ là ngày cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và nhân dân ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn tỉnh báo công với Bác về những đổi thay của làng quê mình sau một năm đoàn kết, phấn đấu vì sự phát triển của quê hương, đất nước.